Alo, 1, 2. Dạ. À, chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sông đá Tấn Huy, thành phố Sóc Trăng. Và đó là ngày hôm nay là ngày mùng 6 Tết các bạn, và ngày hôm nay sông đá Tấn Huy chúng ta sẽ khởi động vào năm mới nha các bạn. Trận này là trận đấu đầu tiên vào năm mới vào ngày 16 Tết. Sông đá Tấn Huy chúng ta khai trương trở lại nha. Trận đấu giao hữu giữa hai đội Tấn Huy đen và Tấn Huy xanh các bạn. Ngày hôm nay đội FC Tấn Huy sẽ chia làm hai để thi đấu một trận giao hữu đầu năm mới các bạn, năm Giáp Thìn 2024. Và ngày hôm nay là ngày 16 Tết các bạn. Và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài anh Quỳnh Anh. Ở trận đấu giao hữu này thì các cầu thủ Tấn Huy đen sẽ thi đấu phần sân tay trái và các cầu thủ Tấn Huy xanh sẽ thi đấu phần sân tay phải. Và đội hình ra quân của cầu thủ áo đen trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta có thủ môn đó là anh Liêm Thanh, có số 10 đó là anh Tài Châu Bò, số 9 đó là anh Siêu, số 13 anh Toàn, số 3 đó là anh Liêm Thanh là đang là thủ môn của bạn, còn số 12 đó là Sitin, số 6 anh Hải, số 7 Bi Alonso và số 14 đó là Cosi. Đó là những cái tên có mặt trong hình chính thức như là dự bị của cầu thủ Tấn Huy đen các bạn. Còn cầu thủ áo xanh Tấn Huy xanh thì ra quân với thủ môn đó là anh Nhất các bạn. Anh Nhất hiện tại đang là thủ môn bắt các dĩ bên phía đội Tấn Huy xanh. Và số 8 đó là anh Trung, số 10 anh Ti, số 2 anh Cảnh, số 15 anh Trọng Vũ, số 6 anh Nguyễn và số 5 đó là Quang Đức. Đó là những cái tên có mặt trong hình chính thức như là dự bị của cả hai đội Tấn Huy xanh và đen các bạn. Đây là cầu thủ số 5 đó là Quang Đức được quán công cho cầu thủ Tấn Huy xanh. Tạm gọi ngày hôm nay chúng ta tạm gọi là đội áo xanh và áo đen đi nha các bạn. Đây là Bia Alonso, được truyền cho đây là Cosi. Đây là trận đấu mở màn năm mới tại sông đá Tấn Huy nha các bạn. Trận đấu khai xuân. Và ngày hôm nay là ngày mùng 6 Tết các bạn. Được truyền về cho thủ môn anh Nhất. Đây là cầu thủ số 10, đó là anh Ti. Anh Ti truyền bóng cho số 5 Quang Đức, vẫn là cao độ Tấn Huy xanh. Đội truyền của cầu thủ số 15 đó là anh Trọng Vũ. Anh Trọng Vũ hiện tại đang thi đấu vị trí trung vệ phía đội Tấn Huy xanh các bạn, và để cho quý khán giả chúng ta tiện theo dõi ở những phút tiếp theo của hiệp đấu thứ nhất này. Đội truyền xin điểm qua những cái tên như là vị trí của cao thủ chúng ta trên sân lúc này. Bên phía đội Tấn Huy đen ta có thủ môn anh Liêm Thành, trung vệ Bia Alonso, có hậu vệ bên phải đó là Sitin, hậu vệ bên trái là Tay Châu Bò, cặp tiền vệ đó là cầu thủ số 14 đó là Cosi, và anh Siêu số 9 là cặp tiền vệ phía đội Tấn Huy đen hoàng và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là anh Quang Hải. Và bảy cái tên đang có mặt trên sân lúc này phía đội Tấn Huy xanh, chúng ta có thủ môn anh Nhất, trung vệ cầu thủ số 15 đó là anh Trọng Vũ, hậu vệ bên trái đó là anh Ti, hậu vệ bên phải cầu thủ số 6 đó là anh Nguyễn, cặp tiền vệ là cầu thủ số 8 đó là anh Trung. Anh Trung và Quang Đức là cặp tiền vệ phía đội Tấn Huy xanh các bạn. Và tiền đạo chơi vị trí cao nhất bên phía đội Tấn Huy xanh đó là tiền đạo số 2 đó là anh Cảnh. Đây là có xuyên, đây là Tài Cháu Bò, đường chuyền cho cầu thủ số 12 Sĩ Tin. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thi đấu theo luật mới các bạn, theo luật không biệt vị các bạn, sân bảy không biệt vị. Hai đội bóng Tấn Huy, một đường chuyền của Tài Cháu Bò, đây là anh Quang Hải, một đường chuyền về cho có xuyên, và đây là Bia Alonso. Được truyền giặc biên dành cho Tay Cháu Bò. Chúng ta đang có mặt tại sông đá Tấn Huy các bạn. Và mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của anh Nhất quản lý sông đá Tấn Huy, mình đã cho chạy chữ bên dưới rồi. Các bạn có thể dễ dàng liên hệ với số điện thoại là 0972271213 các bạn. Và theo một nguồn tin từ anh Nhất quản lý sông đá Tấn Huy thì vào ngày mùng 9 này thì bên khán đài bên đối diện màn ảnh chúng ta thì sẽ xây một cái khán đài các bạn, xây một cái chỗ để cho anh em tiện theo dõi những trận đấu chúng ta hơn nữa. Đó là pha dứt điểm của anh Tài Châu Bò. Bóng lên cho thủ môn anh Nhất. Và đường truyền của cầu thủ số 15 đó là anh Trọng Vũ. Và đây là cầu thủ số 8 các bạn, đó là anh Trung. Quang Đức. Như vậy anh Tài Châu Bò sẽ rời sân bên phía đội Tấn Huy đen các bạn, và cầu thủ vào sân đó là anh Toàn, cầu thủ số 13. Và đó là anh Tài Châu Bò mới thi đấu khoảng chưa được 10 phút nữa các bạn, chưa được 5 phút nữa. Phải nói là
Thịt kho hồng vịt với nồng đậu vòng trong anh Tài vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Đó đường chịu có chi. Đây là anh Quang Hải. Vẫn là cao thủ đây, một đường truyền giặc viên của có xuyên cho Citin. Đây là anh Toàn, cầu thủ mới được tung vào sân. Chúng ta đang có mặt tại sân đá Tấn Huy, thành phố Sóc Trăng để theo dõi trận đấu giao hữu siêu kinh điển nội bộ giữa hai câu lạc bộ Tấn Huy. Tấn Huy đen và xanh các bạn. Thủ thuận dứt điểm của Uy Alonso, nhà thủ môn anh Nhất đã ra bóng kịp thời khép góc các bạn để biên cho cầu thủ đen. Đây là anh Siêu, à, xin lỗi bạn đá biên chứ không phải là đá biên. Hiện tại thì trận đấu chúng ta đang thi đấu theo luật mới các bạn. Luật mới của việc football là những tình huống biên là đá biên và không việt vị nha các bạn. Sẽ có một tình huống ném biên, đá biên các bạn, đá biên cho cầu thủ áo đen. Đây là có xuyên. Đây là an toàn. Đây là anh Trung, đường truyền về cho cầu thủ số 15. Đó là anh Trọng Vũ. Và đây là cầu thủ số 10 anh Ti. Anh Trọng Vũ. Và đây là anh Nguyễn. Một đường truyền hơi nhẹ. Vì Alonso không được. Phản công cho cầu thủ áo xanh. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Quang Đức các bạn. Quang Đức vừa ghi bàn mở tỷ số cho cầu thủ Tấn Huy xanh. 1-0 các bạn, tỷ số đã được mở cho cầu thủ áo xanh. Bàn thắng của Quang Đức. Anh Nguyễn. Dạ. Tỷ số đã được mở cho cầu thủ Tấn Huy xanh các bạn, đó là bàn thắng của Quang Đức. 1-0. Đây là City. Đây là có xuyên. Và nói là mới vừa ăn Tết xong các bạn, nghỉ Tết xong thì các thủ chúng ta thi đấu. Đây là trận đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên tại sân đá Tấn Huy. Thì chúng ta nghỉ Tết mới vô các bạn, nghỉ Tết mới vừa xong thôi. Và hiện tại thì phải nói là sau kỳ nghỉ Tết thì các thủ chúng ta cũng có một phần nào xuống thể lực các bạn. Ở đường chuyền của anh Siêu, đây là có xuyên. Đây là anh Toàn, dứt điểm, cứu bầu, bóng vẫn còn, đó là anh Quang Hải. Và đây là Citin. Vẫn là cao thủ áo đen. Đường chuyền về cho có xuyên. Đây là anh Siêu sẽ làm gì đây? Đường chuyền cho anh Quang Hải không thành công rồi. Vẫn là anh Siêu. Vẫn là cao thủ áo đen. Một truyền giác quyền dành cho Citin. Đây là anh Quang Hải. Đánh đầu về cho anh Siêu. Vẫn là cao thủ áo đen các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cao thủ áo xanh. Bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của Quang Đức. Và đây là anh Toàn. Có xuyên. Có đường truyền giác quyền dành cho Citin. Citin làm gì đây? Một đường truyền. Đó là anh Quang Hải. Đây là Quang Đức phản công cho cầu thủ áo xanh. Quang Đức chuyền bóng. Và bóng đang chạm vào chân của Cotin và đi ra ngoài các bạn, ném biên cho cầu thủ áo xanh. Đá biên các bạn. Đây là anh Trung. Số 2 đó là anh Cảnh các bạn. Anh Cảnh đường chuyền wow. Đó là đường chuyền dành cho anh Nguyệt nhưng không thành công. Sẽ có một thủ đá biên cho cầu thủ áo đen. Đây là anh Toàn. Chúng ta đang có mặt tại sân đá Tấn Huy thành phố Sóc Trăng để theo dõi trận đấu giao hữu nội bộ giữa hai câu lạc bộ Tấn Huy đen và Tấn Huy xanh các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 và trọng tài bắt chính đó là trọng tài anh Quỳnh Anh. Đây là anh Cảnh, không được, không qua được Bia Alonso. Bia Alonso chỉ bóng cho Toàn. Một đường phản công dành cho cầu thủ áo đen. Đây là anh Siêu. Đường chọc khá, đẩy đầu bị Alonso. Đường chuyền, đây là anh Quang Hải. Vẫn là cao thủ áo đen các bạn. Anh Quang Hải sẽ làm gì đây? Đường chuyền về cho anh Siêu. Một đường chọc khá, không được. Phản công ngược lại cho cầu thủ áo xanh. Rất hay các bạn.
Đây là Quang Đức, cầu thủ đang ghi bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ Tấn Huy Xanh. Đường truyền góc hay, đẩy là anh Nguyễn dứt điểm không vào. Và dứt điểm bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn mình Liêm Thanh. Và đây là anh Toàn, anh Siêu. Một đường truyền góc hay cho Biên Xu. Và đây là anh Quang Hải dứt điểm không vào. Đó là tình huống cản phá của anh Nhất các bạn. Sẽ có đủ đá phạt góc cho cầu thủ đen. Thời tiết hiện tại tuy có nắng nhưng một cái nắng khá dịu nhẹ thôi các bạn ơi. Đây là cầu thủ số 12 Sĩ Tin. Đây là anh Toàn. Vẫn là cầu thủ áo đen Sĩ Tin. Vẫn là Sĩ Tin, một đường truyền cho anh Toàn. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ áo xanh, bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này của Quang Đức, cầu thủ số 5 bên phía đội Tấn Huy Xanh các bạn. Đấy là anh Toàn. Đó là đường truyền cho anh Quang Hải. Như vậy anh Liêm Thanh đã rời sân các bạn bên phía đội Tấn Huy Đen và nhường vị trí thủ môn cho anh Tài Châu Bò. Bị Alonso, một đường truyền cho anh Quang Hải. Đó là đường truyền của anh Triều và đây là anh Toàn đường truyền. Đây là Sĩ Tin, Quang ơi. Vẫn là Sĩ Tin các bạn. Vẫn là cầu thủ áo đen, đây là anh Quang Hải. Đây là Cót Xuyên. Vẫn là cầu thủ áo đen. Phạm Hoàng Hồng rất nhịp nhàng của cầu thủ áo đen. 6 cầu thủ bên phía đội Tấn Huy Đen đang dồn qua phần sân của cầu thủ Tấn Huy Xanh. Không được. Đó là anh Nhất đường truyền rất mạnh. Không được rồi. Đường truyền và hướng đến vị trí của anh Cảnh nhưng không thành công của bạn. Đã quyền cho cầu thủ áo đen. Đây là anh Toàn. Đây là Sĩ Tin. Và đây là anh Siêu. Anh Siêu sẽ làm gì đây? Đường truyền wow. Đánh đầu. Và đánh đầu của Quý Alonso. Bóng vẫn còn các bạn. Đó là một đường truyền về cho Sĩ Tin. Sĩ Tin sẽ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Bóng vẫn còn. Quý Alonso. Anh Quang Hải wow. Đó là một thắng của anh Quang Hải các bạn. Và đó là liên tục là những cú dứt điểm của các cầu thủ Tấn Huy Đen. Còn thắng của anh Quang Hải các bạn. Sang bàn tỷ số 1 đều cho cầu thủ Tấn Huy Đen. Vì vậy anh Liêm Thanh được tung vào sân. Cầu thủ số 3 vào sân thay cho Bia Alonso các bạn. Đây là anh Thi. Được truyền về cho cầu thủ số 15 Trọng Vũ. Và đây là anh Nguyễn. Đây là anh Vũ, một đường truyền cho cầu thủ số 8. Đó là anh Trung, một đường truyền Giang Quyền, rất hay. Đây là anh Cảnh, khá nguy hiểm, bóng trúng con dọc các bạn. Bóng lên cho thủ môn Tài Châu Bò. Đây là anh Quang Hải. Và đây là anh Liêm Thanh. Đó là đường truyền dành cho anh Siêu. Anh Siêu sẽ làm gì đây? Thủ thủ cắt bóng của anh Vũ để biên đá biên cho các thủ áo đen. Đó là một đường truyền nhạc viên dành cho Sĩ Tin nhưng hơi nhẹ các bạn. Đây là anh Quang Hải. Và cắt bóng của thủ môn Tài Châu Bò, bóng vẫn còn. Đây là anh Trung, dứt điểm không vào. Một pha lốp bóng của anh Trung thì hơi mạnh. Bóng lên cho thủ môn Tài Châu Bò. Đây là Sĩ Tin. Được truyền cho anh Liêm Thanh. Được truyền dành cho Sĩ Tin các bạn.
cổng đường. Bạn công ngược lại cho đủ áo xanh. Tại đại nguyện Quang Đức. Quang Đức là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu chúng ta các bạn. Đây là anh Cảnh. Quang Đức dứt điểm không vào. Và đây là City. Xin chào Thiên Trần, năm mới phát tài nha bên kia. Ok, cảm ơn Thiên Trần rất nhiều. Chúc câu này thay phái các bạn ơi. Cảm ơn quý khán giả các bạn đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội Tấn Huy đen và xanh các bạn. Một trận bóng đá giao hữu nội bộ giữa các cầu thủ Tấn Huy. Đây là anh Quang Hải. Đây là anh Toàn. Cảm ơn Thiên Trần. Đó là có chuyền vừa được chuyền dành cho anh Siêu. Anh Siêu sẽ làm gì đây? Và đây là anh Vũ. Anh Nguyễn chuyền bóng cho cầu thủ số 10. Số 10 đó là anh Ti. Và đây là anh Vũ. Được chuyền Giang Miên. Đây là anh Cảnh. Anh Cảnh sẽ làm gì đây? Được chuyền gót hay. Đây là anh Trung. Được chuyền cho Quang Đức. Vẫn là Quang Đức. Chuyền về cho cầu thủ số 10 anh Ti. Và đây là anh Nguyễn. Anh Nguyễn sẽ làm gì đây? Một đường chuyền giác viên. Anh Cảnh. Đã đâu? Đó là đường chuyền đến vị trí của Quang Đức. Bóng đi hết đường biên ngang. Phá bóng lên cho thủ môn tay Châu Bò. Xin chào Thái Nguyễn. Hello và đường chuyền. Cảm ơn Thái Nguyễn. Thế nào cũng bình luận càng kia trong tay Quỳnh Anh là chắc ăn luôn. Đó là phản đầu của anh Vũ. Đã biên cho cầu thủ đen. Đây là đường chuyền dành cho anh Toàn. Vẫn là anh Liêm Thanh. Đấy là anh Quang Hải. Tỷ số hiện tại đang là 1-1 các bạn. Bàn thắng mở tỷ số của Quang Đức bên phía đội Tấn Huy xanh. Và bàn thắng sang bàn tỷ số 1-1 của anh Quang Hải bên phía đội Tấn Huy đen các bạn. Đây là anh Cảnh gất cây. Vẫn là anh Cảnh làm gì đây? Dứt điểm không vào. Và lỡ bóng bóng đi chưa vào lưới các bạn. Bạn công cho rũa đen. Phải nói là bình luận viên nói rồi chờ qua Tết này là các cầu thủ chúng ta vẫn còn nồng độ cồn, vẫn còn bia rất nhiều trong người các bạn, với thịt kho hồng dịch còn rất nhiều trong người nên đá vô sân là thay liên tục. Như vậy bia Alonso cũng đã được tung trở lại vào sân bên phía đội Tấn Huy đen các bạn. Đây là anh Toàn. Chứ một anh Minh gió nghe. Chứ một mới thay vô. Như vậy anh Minh bên phía đội Tấn Huy xanh cũng được tung vào sân. Theo anh Tài trọng tài Quỳnh Anh thì kêu anh Minh mà anh Minh gió các bạn. Anh Minh gió đã được tung vào sân. Xin chào anh Thư nha, chào bình luận viên. Anh Thư gọi là nhắn là kêu Quang Hải về ăn cơm. Đó là nhắn của một khán giả có tên là anh Thư, kêu anh Quang Hải về ăn cơm. Sẽ có một tình huống đá biên dành cho cầu thủ áo xanh. Một lần nữa xin chào anh Thư, chào Thái Nguyễn, chào Thiên Trần. Và đây là anh Vũ. Cầu thủ số 11 đó là anh Minh Gió đã được tung vào sân phía đội Tấn Huy xanh các bạn. Đây là anh Cảnh. Một đường chọc khé. Đây là Quang Đức. Quang ơi. Vẫn là Quang Đức các bạn. Để chuyền về cho anh Cảnh. Và đây là anh Ti. Anh Minh. Đây là anh Toàn các bạn. Vẫn là anh Minh. Cầu thủ mới được tung vào sân. Anh Minh làm gì đây? Đường chọc khé. Không vào. Khá nguy hiểm. Đây là có chuyền. Và đó là một tình huống cản phá khá hay của thủ môn Tài Châu Bò các bạn. Thủ thủ dứt điểm của anh Minh thì bóng đã trúng một cầu thủ đen mà sửa hướng đi của trái bóng. Nhưng Tài Châu Bò cũng đã có thể đảo mình lại để cản trái bóng vừa rồi các bạn. Đây là bị Alonso. Xin chào Dương Minh Thuận. Gọi là nhắn là sân nào vậy bên nhân viên? Đây là sân đá Tấn Huy, thành phố Trăng mọi người. Dứt điểm không vào, phải dứt điểm của City. Bóng đi một cầu dọc. Xin chào Dương Minh Thuận, đây là sân đá Tấn Huy, thành phố Sóc Trăng mọi người. Xin chào Sơn Dương, chào anh Thư. Quay gõ Quang Hải cho em đi anh. Đó là nhắn của một khán giả mang tên là anh Thư. Ok, và đó là đáp ứng yêu cầu của khán giả.
quay gõ anh Quang Hải luôn, cầu thủ số 6 bên phía đội Tấn Huy Đen các bạn. Đó được chị Quyết Minh dành cho anh Cảnh. Xin chào Sơn Dương, chào quý khán giả và các bạn, chào 500 em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội Tấn Huy Đen và cầu thủ Tấn Huy Xanh. Đây là anh Nguyễn, một đội chiên sâu dành cho cầu thủ số 2 anh Cảnh, nhưng thủ môn anh Tài Châu Bò đã bóng chính xác đúng như rồi. Đây là Sĩ Tiên và đây là cầu thủ số 15. Cầu thủ số 15 mới được tung vào sân các bạn. Như vậy cầu thủ số 15 đó là anh Dũng cũng mới được tung vào sân. Bên phía đội Tấn Huy Đen anh Dũng đường chiên. Đây là thủ môn nhất. Và đây là anh Thi. Như vậy sau khi vào sân thì anh Dũng chơi vị trí hậu vệ biên phải các bạn. Và đây là anh Cảnh. Và được truyền về cho anh Thi. Và được bóng từ xa của anh Thi các bạn. Và thủ môn Tài Châu Bò cũng đã bắt bài trong đối dương rồi. Đây là anh Dũng. Một nữa xin chào Sơn Dương, chào anh Thư, chào Dương Minh Thuận. Và đây là Bia Lâu Su. Đội truyền về cho anh Dũng. Anh Quang Hải. Và đây là anh Siêu. Anh Siêu sẽ làm gì đây? Đội truyền không vào. Đó là pha ngã người vô lê của Bia Lâu Su. Và đây là anh Dũng chứng điểm, không vào. Bóng vẫn còn. Một tình huống hoãn công, đây là anh Minh. Anh Minh làm gì đây? Điều bóng hơi dài rồi. Đây là anh Tài Châu Bò. Dứt điểm không vào. Ba dân cao của đội môn Tài Châu Bò. Đó là đường truyền của Quang Đức các bạn. Và là anh Minh truyền bóng cho anh Cảnh. Không được. Sẽ có một thủ phát bóng lên cho thủ môn Tài Châu Bò. Xin chào Nguyễn Thành, gọi là nhắn là chào Bình Lương Duyên. Cảm ơn Nguyễn Thành, chào Sơn Dương. Đây là anh Dũng. Rồi chị giác quyền cho anh Siêu. Đó là một đường chuyền dành cho Bia Long Su. Đó là đường chuyền cho anh Siêu về cho City. Đây là có xuyên. Vẫn là cầu thủ áo đen. Vẫn là có xuyên các bạn. Một chị giảng viên nhìn cho anh Dũng. Đánh đầu. Và đánh đầu của anh Siêu. Và đây là anh Minh. Phải không cho đội bóng xanh. Đây là anh Ti. Đã có tình huống va chạm giữa anh Ti và có xuyên các bạn. Như vậy anh Liêm Thanh sẽ vào sân thay cho có xuyên các bạn. Đường xa chạm bóng về về của anh Minh. Và đây là anh Quang Hải. Anh Siêu. Và đây là Sĩ Tiên. Đây là anh Liêm Thanh. Đây là anh Siêu các bạn. Truyền về cho anh Dũng. Và đây là anh Quang Hải. Thì chú ý Alonso. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1. Chúng ta đang có mặt tại sân đá Tấn Huy, thành phố Sóc Trăng. Sân đá Tấn Huy thì nằm ở phía sau quán ẩm thực câu cá Hồ Sen các bạn. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm của cầu thủ số 3 đó là anh Liêm Thanh. Đã biên cho cầu thủ đen. Đây là Sĩ Tiên. Dũng bỏ bóng cho anh Quang Hải. Dứt điểm. Đó là phải dứt điểm của anh Dũng. Đây là anh Minh. Bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Sẽ cầu thủ đá vào góc cho cầu thủ áo xanh. Xin lỗi bạn áo đen. Tấn Huy Đen các bạn. Đó là đường chuyền của Sĩ Tiên. Bóng vẫn còn anh Siêu. Đó là đường chuyền cho anh Quang Hải. Và đây là anh Nguyễn đường chuyền. Đây là Quang Đức. Bóng vẫn còn cho cầu thủ áo xanh. Đây là anh Cảnh sẽ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Bóng lên cho thủ môn Tài Châu Bò.
Phải nói là anh Tài Châu Bò có một thủ dân cao và lùi về rất nhanh các bạn. Đây là anh Dũng. Đó, đường truyền hướng đến vị trí của anh Thành Quang Hải. Xin chào anh Thư, gọi là nhắn là anh nào đẹp trai giới thiệu cho bạn em đi anh Thư. Anh Thư này không biết là phải anh Thư, anh Thư ở sân Hiếu Trung không em ơi? Khá nguy hiểm. Đây là anh Minh. Một thủ đá phạt lên cho thủ áo xanh. Đây là anh Ti các bạn. Đường truyền dành cho anh Minh. Anh Minh sẽ làm gì đây? Cho khe gắt đi. Không được. Đây là Citin. Và đây là Bia Đông Sô. Phản công cho rổ đen. Ở đây là anh nào cũng đẹp trai hết trơn nha anh Thư ơi. Đặc biệt là trọng tài rất đẹp trai. Trọng tài đẹp trai nhất. Sẽ có một thủ đá biên cho cao thủ FC Tấn Huy mặc trang phục màu đen các bạn. Đây là anh Nguyễn. Và đây là anh Quang Hải. Phản công cho cao thủ áo xanh. Đây là anh Tý. Bộ đi truyền giác biên Quang Đức. Không được. Đủ phản công không thành công. Đây là Bia Đông Xu. Đây là anh Dũng. Một truyền dành cho anh Liêm Thanh. Không được. Đây là anh Tý. Một truyền dành cho anh Cảnh. Và xử lý rất hay các bạn. Được truyền về cho anh Minh. Và đây là anh Tý. Vẫn là các thủ áo xanh. Chúng ta thi đấu theo lực sân bãi mới các bạn. Cover của Việt Football. Lực sân bãi không biệt quyền. Nhưng tình huống biên sẽ là đá biên. Và những cái hướng phát bóng là phát bóng bằng tay của thủ môn các bạn. Xin chào thầy Tùng. Thầy Tùng gửi lời nhắn giờ này mới giờ này mà thầy Tùng ngủ giao luôn đồng đội con rồi các bạn ơi. Cảm ơn thầy Tùng. Xin chào anh Cường, anh Vết. Cái lời nhắn là nhắn anh Tài đẹp trai bớt thịt lại nha. Đó là nhắn của anh Cường, anh Vết. Nhắn anh trọng tài đẹp trai đó là trọng tài Quỳnh anh bớt thịt lại. Đây là Citin. Được cho khe dành cho anh Siêu. Gắt hay anh Siêu. Quá người không được rồi. Và ba người gắt hay gỡ bạn. Nhưng còn nhưng nhờ pha xử lý cuối cùng thì anh Siêu đã bị dắp bóng rồi các bạn. Và đây là Quang Đức. Một truyền về Chánh Minh. Một lần nữa chào anh Cường, anh Bét. Chào thầy Tùng, chào anh Thư. Chào quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội Tấn Huy đen và Tấn Huy xanh. Như vậy một cái tên được tung trở lại vào sân bên phía đội cao thủ Tấn Huy xanh, đó là anh Trung sẽ vào sân thay cho anh Cảnh. Và đây là anh Vũ. Một chuyện cho anh Ti. Đây là anh Minh. Một chuyện giạc viên cho anh Nguyễn. Vẫn là cao thủ Tấn Huy xanh. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1 các bạn. Xin chào Nguyễn Tường Hân. Nguyễn Tường Hân càng kệ anh Cường luôn các bạn. Càng kệ anh Cường anh Vét luôn các bạn ơi. Đó là điểm không đâu. Đó là bài điểm của anh Quang Hải. Đây là anh Dũng sẽ làm gì đây? Vẫn là anh Dũng. Dứt điểm không đâu. Đó là tình huống cản phá của thủ môn bên phía đội FC Tấn Huy xanh. Đó là anh Nhất. Sẽ có một thủ đá phạt góc cho cầu thủ áo xanh các bạn. Xin lỗi các bạn, áo thủ áo đen. Một nữa xin chào Nguyễn Tường Hân, chào anh Cường, anh Vét, chào thầy Tùng. Đánh đầu. Và đánh đầu của anh Quang Hải. Anh Quang Hải là cầu thủ đã ghi bàn sang bàn điểm số 1-1 cho cầu thủ Tấn Huy đen. Trận đấu chúng ta cho đến thời điểm hiện tại chỉ có 2 bàn thắng mà thôi. Và chia đều cho hai đội. Một bàn thắng mở điểm số của Quang Đức bên phía đội Tấn Huy xanh và bàn thắng sang bàn điểm số của anh Quang Hải bên phía đội Tấn Huy đen.
Đây là anh Nguyễn. Anh Cường, anh Vét cả là nhắn là anh Tài di chuyển nhiệt tình chút đi. Đó là nhắn của anh Cường, anh Vét. Họ nói là qua Tết là cầu thủ là mình liên viên thấy quan sát là chúng ta thi đấu thời gian thấy đi rất chậm các bạn. Đó là đường truyền của Quang Đức và đây là anh Ti. À như vậy Nguyễn Tường Thân là anh Cường David Lewis. Anh Cường David Lewis đang đá sang 11 các bạn ơi. Ok, cảm ơn anh Cường David Lewis, cảm ơn anh Cường anh Vét, cũng như là cảm ơn Thầy Tùng, Tào Anh Thư. Cảm ơn năm sau em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội Tấn Huy Đen như là Tấn Huy Xanh. Thủ đá phạt góc cho cầu thủ áo xanh. Được chi wow. Mở bóng của anh Tài Sáu Bò, vẫn là anh Tài. Sau đó bạn ném bóng lên cho anh Siêu. Đây là anh Quang Hải. Và đây là Bí Alonso. Bí Alonso chuyền bóng dài. Chuyền cũng đến vị trí của Godsen nhưng không thành công các bạn. Godsen cũng đã được tung trở lại vào sân và chơi vị trí tiền đạo các bạn. Bên phía đội Tấn Huy Đen. Đây là anh Minh. Và đây là người số 15 anh Vũ. Vị trí cho anh Ti. Đây là tình huống cắt bóng của Bí Alonso. Vị trí cho anh Dũng. Vẫn là cao thủ áo đen. Vị trí giảng viên nhìn cho anh Quang Hải. Anh Quang Hải làm gì đây? Không được. Tình huống cắt bóng của anh Dũng. Bóng vẫn còn. Và đánh gõ cắt khai của anh Nguyện. Và đây là anh Ti. Anh Minh. Và đây là đường truyền rất hay cho anh Cảnh. Anh Cảnh sẽ làm gì đây? Đường truyền hướng đến vị trí của anh Nguyện. Không được. Tài Châu Bò đã sẽ có một thủ đá phạt cho cao thủ FC Tấn Huy Xanh các bạn. Và đây là pha dứt điểm, đó được đường truyền của anh Ti. Và đây là anh Minh. Dứt điểm không vào. Dứt điểm không vào các bạn. Hai pha dứt điểm liên tục của anh Minh. Sẽ có một thủ phát bóng lên cho cao thủ FC Tấn Huy Đen các bạn. Đó đường chì của Siêu. Đây là Sitin. Qua tình huống đảo người của Sitin. Dứt điểm không được. Đó là vẫn là Sitin các bạn. Sẽ có một tình huống đá phạt góc cho cao thủ này. Đường chì của Dũng và đây là Sitin. Vẫn là anh Dũng. Một tình huống dứt điểm góc heo của anh Dũng. Và đây là anh Ti phản công cho cầu thủ áo xanh. Và cầu bóng của Tài Châu Bò. Như vậy bên phía đội Tấn Huy Xanh có sự thay đổi người, anh Vũ sẽ rời sân. Cầu thủ vào sân đó là cầu thủ số 7 tên gì vậy anh? Một pha lốp bóng của anh Ti. Và đây là thủ môn Tài Châu Bò đã cản phá thành công. Xin chào Nguyễn Duy Cường, chào mừng đến viên. Ok, cảm ơn Nguyễn Duy Cường. Và đây là anh Dũng. Một chuyền cho Sitin. Đó là chuyền của anh Dũng. Và đến đầu cắt bóng của anh Nguyễn. Sáng có thủ đá vào góc cho thủ đen. Đó là đường chỉ của Bia Alonso cho anh Siêu. Và dứt điểm không vào. Và dứt điểm của City các bạn. Bóng đi vô công trong. Bóng lên cho cao thủ áo xanh. Còn thì luôn phát bóng lên có nhất. Đây là Quang Đức. Đường chuyền dành cho anh Cảnh. À, đúng rồi, đây là anh Trung các bạn. Nhưng mà anh Cảnh. Anh Trung chuyền bóng cho thủ số 7 mới được vào sân. Đây là Quang Đức. Đánh đầu không được. Bóng đã chạm tay của anh Trung. Sẽ có một tình huống đá phạt lên cho cầu thủ đen.
Đường chuyền rất mạnh của anh Dũng cho anh Quang Hải. Đường chuyền không được. Vậy trọng tài anh Quỳnh Anh cũng đã thổi còi kết thúc hiệp một các bạn. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số là 1-1. Của chúng ta cùng nghỉ lâu trong ít phút và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai.
sân rồi nghe. Mấy anh ơi, em lay tới cỡ 5:50 em giọt nha mấy anh. Mấy anh cứ đá một tiếp này tại em dính cái kèo bên kia nữa. Dạ. Tại em chạy bên kia kêu cho kèo bên kia. Mày muốn đá hay gì? Không có. Tao vô đá còn chưa đủ nữa. Tao vô còn chưa đủ nữa đúng không đâu. À, như vậy trọng tài Quỳnh Anh cũng đã thổi còi để hiệp 2 được bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số là 1-1. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào, và các cầu thủ trên sân chúng ta sẽ gửi đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Trong hiệp 1 đã có 2 bàn thắng. Wow! Đó là bàn ra chân của anh Dũng các bạn. Anh Dũng có một tình huống dứt điểm vào góc chéo ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho cầu thủ Tấn Huy đây. Và đó là bàn thắng của anh Dũng. Bàn thắng rất đẹp các bạn. Bàn thắng đến rất nhanh cho các thủ áo đen trong hiệp đấu thứ hai này. Bàn thắng tỷ số lên 2-1. Đó là bàn thắng của anh Dũng các bạn. Trong hiệp 1 chúng ta có 2 bàn thắng, đó là bàn thắng của mở tỷ số của Quang Đức, bàn thắng sang bàn tỷ số của anh Quang Hải. Và ở đầu hiệp 2 này chúng ta đã có một bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của anh Dũng. Đường chuyền cho thủ số 7. Đường chuyền phạt các bóng của anh Có Xuyên chuyền bóng cho cầu thủ số 15, đó là anh Dũng, và đây là anh Quang Hải. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm của anh Quang Hải. Bóng lên cho nó mồm. Như vậy trong hiệp thi đấu thứ hai này thì anh Vũ sẽ lùi về chắn giữ khung thành cho cầu thủ Tấn Huy xanh. Và anh Nhất sẽ thi đấu trong trang phục màu xanh với chiếc áo số 14 các bạn. Và thi đấu ở vị trí là tiền vệ cho cầu thủ Tấn Huy xanh. Một đường chuyền khớ nha. Và đây là anh Dũng, cầu thủ đã ghi bàn nâng số lên 2-1 cho cầu thủ Tấn Huy đây. Và đây là Bia Long Su. Đây là City. Anh Dũng vẫn là cầu thủ Tấn Huy đây. Đây là anh Quang Hải. Dứt điểm không vào. Lại là một pha ra chân nữa của anh Dũng. Và lần này thì bóng đi vô cột dọc các bạn. Chúng ta đang theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội FC Tấn Huy đen và Tấn Huy xanh. Đây là một trận đấu giao hữu nội bộ giữa cầu thủ Tấn Huy. Tại trận đá Tấn Huy các bạn, đây là anh Nhất. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về cầu thủ áo đen. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, đó là bàn thắng của anh Dũng. Sẽ cầu thủ đá biên cho cầu thủ áo đen, đây là anh Dũng. Chuyền rất mạnh hướng đến vị trí của Biao Luxo. Khá nguy hiểm. Đó là bàn đầu của anh Nguyện. Sẽ có một tình huống đá vào góc cho cầu thủ đây. Đó đường chuyền của anh Dũng, và đây là anh Siêu. Vẫn là cầu thủ đây các bạn, anh Dũng làm gì đây? Đường chuyền không được. Phải công ngược lại cho cầu thủ áo xanh, đây là anh Nhất. Pha đi bóng của anh Nhất. Một chuyền giao quyền rất hay. Được cho khe dành cho Quang Đức. Quang Đức làm gì đây? Tình huống 3-2 các bạn. Đây là anh Nhất. Một chuyền rất hay. Dứt điểm không vào. Dứt điểm không vào. 2-3 dứt điểm của cầu thủ áo xanh. Tình huống dứt điểm cuối cùng đó là tình huống dứt điểm của anh Nhất các bạn. Và trước đó là cầu thủ số 8, đó là anh Trung. Có một cú dứt điểm nhưng bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn. Đó là thủ môn Đạt Xe Ben các bạn. Như vậy trong hiệp 2 này thì Đạt Xe Ben đang là thủ môn chắn giữ khung thành cho cầu thủ Tấn Huy đây. Đây là City. Theo trọng tài Quỳnh Anh thì Đạt Xe Ben còn có một biệt danh khác nữa là Đạt Phóng Phi Tiêu. Đây là Bia Long Su. Đây là anh Nguyễn. Một đội chuyền dành cho Quang Đức. Và đây là City. Đội chuyền giảng viên dành cho Bia Long Su. Được phản công cho cầu thủ đây.
Đúng phạm lỗi của anh Dũng đối với anh Nguyên. Đây là anh Nhất. Anh Nhất hiện tại đang là quản lý sân đá Tấn Huy các bạn. Chúng ta có thể đặt sân đá Tấn Huy với số điện thoại là 0972271213. Đó là số điện thoại của anh Nhất. Chúng ta có thể liên hệ để đặt sân đá Tấn Huy vào các khung giờ trong ngày. Và sân đá Tấn Huy thì chúng ta có những khung giờ như là 4:30, 4:30 chiều, khoảng 6:00 và 7:30. Những điểm vô, đó là đường chuyền cột 2 của anh Trung dành cho anh Nhất các bạn. Và điểm bóng của anh Nhất ghi bàn là sang quả đi số 2 đều cho cầu thủ Tấn Huy Xanh. Và điểm bóng cột 2 của anh Nhất. Hai đội đang quay nhiều quạch xuất phát với tỷ số là 2 đều. Bốn bàn thắng đã được ghi cho đến thời điểm hiện tại các bạn. Xin tin. Xin chào Nguyễn Duy Cường, chào Winter Wind. Hello Bình Dương. Anh đang like sang Tấn Huy em ơi. Sang Tấn Huy nằm ở phía sau quán ẩm thực câu cá Hồ Sen nha Winter Wind. Xin chào Thanh Bạch. Đây là có truyền đá biên. Đây là anh Siêu quay. Anh Siêu chịu bóng giạt biên dành cho anh Dũng. Tỷ số hiện tại là 2 đều. Đây là Xi Tin. Xi Tin sẽ làm gì đây? Quả người. Không được. Bóng vẫn còn dứt điểm. Không vào. Pha gà chừng của Bùi Alonso. Bóng lên cho các cầu thủ Tấn Huy Xanh. Và đây là thủ môn Anh Vũ. Đường chuyền của Anh Minh. Và đây là cầu thủ số 7. Đây là anh Nguyễn. Vẫn là cầu thủ áo xanh. Xin chào anh Linh Bà Ná nè. Ông Linh Bà Ná nè, ngày nào cũng có giao lưu nồng độ cồn nha các bạn. Sẽ còn đường phóng bóng lên cho Đạt Xe Bẹt. Đây là Bia Long Xu, đường truyền dành cho Xi Tin. Còn nữa chào anh Linh Bà Ná nè, chào anh Linh Chuối, chào Thanh Bạch, chào Quỳnh Tư Quỳnh, chào Nguyễn Duy Khương. Chào quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream cổ vũ cho và một trận đấu giao hữu nội bộ các thủ Tấn Huy. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi, đá biên cho các thủ áo xanh. Đây là Nhất. Đây là Bia Long Xu. Được cho khe. Vẫn là Bia Long Xu. Một chuyền bóng máu ngoài chân phải dành cho anh Siêu. Đây là anh Quang Hải dứt điểm. Cú đúp của anh Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Anh Quang Hải vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho cầu thủ Tấn Huy Đen các bạn. Tỷ số đã được nâng lên 3-2 cho cầu thủ Tấn Huy Đen và đó là cú đúp của anh Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy anh Minh sẽ lùi về chắn giữa khung thành cho các thủ Tấn Huy Xanh các bạn ở vị trí thủ môn. Và anh Vũ sẽ được đồn lên đá chung vậy. Đây là anh Nhất. Xin chào Quỳnh Tư Quỳnh. Ok, cảm ơn em trai rất nhiều. Cảm ơn những lời chúc của Quỳnh Tư Quỳnh nha. Ok, nhân dịp năm mới thì cũng xin chúc quý khán giả các bạn chúc năm trăm anh em cũng như là các thủ chúng ta thi đấu trên sân như là anh trọng tài Quỳnh Anh, quản lý sân đá anh Nhất cũng như là khán giả xem đang xem trực tiếp tại sân đá Tấn Huy. Chúc tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và làm ăn phát tài phát lộc. Mà nói là có sức khỏe thì mới thi đấu môn thể thao vua này được nhiều hơn các bạn ơi. Và đây là anh Nguyễn, một chuyện giảng viên dành cho đây là Quang Đức. Một nữa kính chào, cảm ơn Quỳnh Thương Quỳnh. Đây là anh Nhất sẽ làm gì đây? Dứt điểm. Cú đúp của anh Nhất trong đấu ngày hôm nay. Anh Nhất vừa ghi bàn sang bàn tỷ số 3 đều và đó là cú đúp của anh Nhất. Tỷ số đã được sang bàn 3 đều rồi. Hai đội chúng ta thi đấu phải nói là khá ngang tài ngang sức. Đây là anh Siêu.
Chúng ta có hai cú đúp cơ các bạn, một cú đúp dành cho anh Nhất quản lý sân đá Tấn Huy bên phía đội Tấn Huy xanh, và một cú đúp dành cho anh Quang Hải bên phía đội Tấn Huy đen các bạn. Đây là City. Đây là anh Dũng. Đội chỉ giác biên dành cho anh Quang Hải. Đây là anh Siêu, vẫn là cao thủ áo đen. Anh Quang Hải sẽ làm gì đây? Một pha đảo chân. Đó, đường truyền về tiếng hai cho City gấp cây. Đây là anh Dũng, đường truyền gấp cây. Đó là cú hat-trick của Quang Hải trong đấu ngày hôm nay. Một pha phối hợp gấp cây giữa City, anh Dũng, B Alonso và Quang Hải. Cú hat-trick của Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay các bạn. Tỷ số đưa được nâng lên 4-3 cho cầu thủ áo đen. Bảy bàn thắng đã được ghi cho đến thời điểm hiện tại. Và nói là ở hiệp 1 chúng ta có số bàn thắng rất ít các bạn. Chỉ có 2 bàn thắng thôi. Và chia đều cho hai đội ở hiệp 1 chúng ta kết thúc cho hiệp 1 là 1 điều. Và hiện tại thì ở hiệp thi đấu thứ 2 này chúng ta đã có những bàn thắng nữa rồi các bạn. Và tỷ số hiện tại đang là 4-3. Đã có 5 bàn thắng đã được ghi trong hiệp 2. Đây là anh Quang Hải. Đường truyền về tiếng hai dành cho anh Siêu không thành công. Đây là anh Nhất và đội bóng của anh Nhất. Phản công cho cầu thủ áo xanh, anh Nhất sẽ làm gì đây? Đường truyền không được. Đó, đường truyền dành cho anh Trung. Đường truyền về cho của Cốt Xuyên dành cho Đạt xe bên các bạn. Và đây là Bia Alonso. Có cây, đường truyền dành cho anh Dũng. Anh Dũng truyền dẫn bóng dàn biên cho City. Đây là anh Quang Hải dứt điểm. Đó là bàn thắng của City. Cú dứt điểm của Quang Hải thì bóng đã trúng vào một cầu thủ Tấn Huy xanh. Và bóng nó dội ra và ngáy vào chân của City các bạn. Và City không khác hơn. Mà nói là một bàn thắng khá dễ dàng của City, một cú điểm bóng của City các bạn. Bóng đã dội vào ngay chân của City. Tỷ số đã được nâng lên 5-3 cho cầu thủ áo đen. Khoảng cách được tăng lên 2 bàn cho cầu thủ áo đen các bạn. 5-3. Chúng ta đang có mặt tại sân đá Tấn Huy, thành phố Sóc Trăng. Theo dõi trận đấu giao hữu nội bộ giữa hai câu lạc bộ. Một đội là Tấn Huy đen và Tấn Huy xanh các bạn. Đây là nội bộ câu lạc bộ Tấn Huy. Đó, đường truyền của City và đây là anh Dũng, cái điểm không vào. Bóng vẫn còn và tình huống cản phá của thủ môn Anh Minh. Và đây là anh Siêu. Đường truyền giạt biên dành cho Bia Alonso. Vẫn là cầu thủ đen, đường truyền. City không được. Và đánh góc City và anh Minh cũng đã cản phá thành công tình huống dứt điểm như rồi. Đây là anh Trung. Có truyền. Đây là anh Trung, Quang ơi. Không được, tình huống cắt bóng của có truyền. Một lần nữa xin chào, cảm ơn và chào Quỳnh Tư Quỳnh. Chào và cảm ơn Linh Bà Ná nè, cảm ơn Thanh Bạch. Đây là anh Nhất làm gì đây? Phải để bóng tốc độ, đường truyền tiếng hai. Nhất điểm không vào. Đường truyền của Nhất dành cho cầu thủ số 7, cầu thủ điểm bóng nhưng chưa thành công các bạn. Một đường truyền phát bóng lên của Đạt Seven dành cho City. Và đây là anh Dũng. Anh Dũng chịu bóng giác biên dành cho anh Quang Hải. Quang Hải ngày hôm nay em đã có một cú hát chết cho Kiên Minh. Và trong số 5 bàn thắng của cầu thủ Tấn Huy đen, ta có cú hát chết của Quang Hải, có một bàn thắng của anh Dũng và có một bàn thắng của City. Đây là anh Quang Hải. Và trong số 3 bàn thắng của Tấn Huy xanh, ta có cú đúp của anh Nhất và một bàn thắng của cầu thủ số 5, đó là Quang Đức. Đây là anh Quang Hải. City không được, phản công dành cho cầu thủ áo xanh. Và đây là Quang Đức. Và đây là anh Nhất sẽ làm gì đây? Quang ơi, không được. Vẫn là anh Đức các bạn. Rồi xin lỗi bạn, vẫn là anh Nhất. Quang Đức. Rụng cắt bóng của có gì.
dẫn con. Đây là anh Nhất. Đây là có Siêu phản công cho có rổ đây. Ở đây là anh Siêu, một tình huống 3 đấu 2 đối chiến. Đây là đối chiến cho anh Dũng. Anh Dũng làm gì đây? Vẫn là anh Dũng. Đối chiến cho anh Siêu. Ở đây là có Siêu. Đây là anh Quang Hải. Góp kỹ thuật dứt điểm. Tỷ số được lên 6-3 cho cầu thủ áo đen. Cú poker của anh Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số đã được nâng lên 6-3 các bạn, đó là cú poker của anh Quang Hải. Quang Hải ngày hôm nay đã có một trận đấu phải nói là rất hay các bạn. 4 bàn thắng đã được ghi bởi anh Quang Hải, cầu thủ số 6 bên phía đội Tấn Huy đây. Hiện tại tỷ số đã được nâng lên 6-3. Và đây là Quang Đức. Rồi xin chết chung. Không được. Xin tin đã bóc bài rồi. Anh. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Rất hay, đây là anh Quang Hải. Dứt điểm không vào. Đây là anh Dứt. Được phản công dành cho đủ sang tình huống 2 đấu 1. Đây là anh Dứt sẽ làm gì đây? Đứng chiên. Dứt điểm vô. Bàn thắng của anh Trung. Anh Trung vừa ghi hoàng cũng gắn số còn 4-6 cho cầu thủ Tấn Huy Xanh các bạn. Và hòa hợp với anh Nhất và anh Trung. Tỷ số được cũng ngắn chỉ còn 4-6 cho cầu thủ áo xanh. Thì vậy có Xuyên sẽ rời sân bên phía đội Tấn Huy Đen và cầu thủ vào sân đó là anh Tùng. Anh Tùng vào sân sẽ chơi vị trí trung vệ cho cầu thủ áo đen. Đó là đường truyền của cầu thủ số 10, đó là anh Ti các bạn, nhưng không thành công để biên dành cho cầu thủ áo đen. Sẽ có đủ đá biên cho anh Tùng. Đây là anh Siêu. Đây là Sĩ Tiến, được chứ? Gớt cây, anh Quang Hải. Dẫn là anh Quang Hải, nhưng nếu không vào. Tình huống cản pha gớt hay của thủ môn anh Minh. Sẽ có thủ đá vào góc cho thủ môn đen. Đây là anh Siêu. Một chuyện về cho anh Tùng, cầu thủ mới được tung vào sân các bạn. Và đây là Sĩ Tin. Và đảo chân của Sĩ Tin. Gỡ kỹ thuật dứt điểm không vào. Đây là Bia Sô. Và dứt điểm của anh Tùng. Và đây là anh Quang Hải. Thủ môn anh Minh đã bóng chính xác núi vừa rồi. Và đây là Quang Đức. Ở đường truyền của cầu thủ số 2 đó là anh Cảnh. Đây là City. Đây là anh Quang Hải dứt điểm. Bàn thắng thứ 5 của anh Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Nâng tỷ số lên 7-4 cho cầu thủ áo đen. Còn đó là bàn thắng thứ 5 của anh Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay các bạn. Đây là anh Nhất. Một chuyền về cho cầu thủ số 2 đó là anh Cảnh. Xin chào Mr. Chu. Cũng đỡ đảo em ơi. Đó là phải dự điểm của City. Em chụp chẳng sao hả thì Chu. Anh chuẩn bị đi qua sân chính thức vậy.
chị sáu giờ đó là Phạm Bồ Đề của Quang Hải. Chị 6 giờ trễ luôn rồi, chút xíu nên nhìn đi rồi. Xin chào quán chờ, gọi là nhắn là hello bên kia. Cảm ơn quán chờ, cảm ơn Quỳnh Thanh Quỳnh. Ở đây là anh Cảnh. Anh Cảnh chuyền bóng dành cho anh Trung. Anh Trung sẽ làm gì đây? Và đây là anh Ti. Đó là được chuyền cho Quang Đức. Gất hay. Đây là anh Nhất. Gất kỹ thuật. Phản công. Kiến điểm. Đó là bàn thắng của Quang Đức. Quang Đức vừa ghi bàn cũng ngắn xuống còn 5-7 các bạn. Cho cầu thủ Tấn Huy xanh. Cú đúp của Quang Đức trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Si Tin. Một chuyền về cho anh Siêu. Đây là anh Tùng. Một chuyền dành cho cầu thủ số 15, đó là anh Dũng. Si Tin. Đây là anh Quang Hải. Dứt điểm không vào. Bóng vẫn còn. Đây là anh Tùng. Anh Tùng sẽ đá vào góc cho cao thủ đây. Đây là anh Dũng. Xì Tin. Xì Tin dứt điểm. Không vào. Anh Minh đã bóng chính xác đúng chưa rồi. Thành công. Đây là anh Ti. Anh Ti chuyền bóng dành cho cầu thủ số 8, đó là anh Trung. Đây là Xì Tin. Gỡ cây. Vẫn là cao thủ đen, đây là Bia Đông Xô. Đây là anh Siêu. Và đây là anh Dũng. Anh Dũng dứt điểm. Anh Dũng vừa ghi bàn, nâng số lên 8-5 cho cao thủ Tấn Huy Đen.